Phạm Việt Anh Khoa, nhà sản xuất phim Tài Ba và mối tình lãng mạn đầy tiếc nuối với Dương Cẩm Linh. Phạm Việt Anh Khoa sinh ngày 11 tháng 5 năm 1981, là một nhà sản xuất phim Việt Nam, doanh nhân và là nhà sáng lập của hãng phim tư nhân có tiếng tại Việt Nam. Anh được biết đến với một số phim của đạo diễn Victor Vũ như Giao lộ định mệnh, Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal bí mật thảm đỏ và Cô dâu đại chiến 2. Ngoài sự nghiệp, Phạm Việt Anh Khoa còn được biết đến bởi mối tình cùng nữ diễn viên Dương Cẩm Linh. Anh từng có một đời vợ và con gái trước khi cưới Dương Cẩm Linh. Cặp đôi quen nhau tại liên hoan phim ở Pháp 2014. Ở Pháp, Phạm Việt Anh Khoa luôn dịu dàng chăm sóc Cẩm Linh, nhưng cô chẳng mấy rung động hay ấn tượng sâu sắc, đặc biệt là khi biết người đàn ông này đã có gia đình. Kết thúc liên hoan phim, Phạm Việt Anh Khoa trở về Việt Nam với tâm trạng hỗn độn. Sau nhiều cuộc gọi rồi tin nhắn không được hồi âm, anh quyết định bay ngược lại Pháp để gặp Dương Cẩm Linh. Nữ diễn viên từng chia sẻ, đón anh ở sân bay tôi bất ngờ vì nhìn anh rất tội nghiệp. Anh nói bay qua đây chỉ để hỏi tôi có thể cho anh cơ hội được quen tôi hay không. Tôi thật sự rất xúc động. Chính giây phút đó đã khiến tôi nghĩ khác. Tôi quyết định từ chối cuộc hẹn với người bạn kia để dành riêng cơ hội cho anh. Từ khi tìm hiểu đến lúc hẹn hò, nhà sản xuất mặt nạ máu liên tục dành cho Dương Cẩm Linh những điều ngọt ngào. Anh từng che ô dù cho bạn gái đi trong chiều Paris mưa phùn, sẵn sàng cầm giày cao gót để Dương Cẩm Linh thoải mái đi shopping. Đặc biệt, Phạm Việt Anh Khoa từng chi 3 triệu mỗi ngày để mua hoa tặng cho người yêu. Khi yêu anh Khoa, Dương Cẩm Linh không còn quan tâm đến quá khứ cũng như cuộc hôn nhân đổ vỡ của người yêu mình. Tôi không nghĩ anh là người hoàn mỹ. Có lẽ anh chỉ hoàn mỹ khi ở bên cạnh tôi. Giống như khi người ta gặp được mục đích thực sự của đời mình, người ta sẽ hết lòng vì nó. Anh yêu tôi có những tiêu chí và anh phải hoàn thiện dần. Bạn hãy hình dung khi ta làm một công việc với tất cả sự đam mê, kết quả chắc chắn sẽ rất tốt, nữ diễn viên từng chia sẻ. Thời điểm đó, dù chưa có một đám cưới hoành tráng như trong truyện cổ tích, nhưng Dương Cẩm Linh vẫn quyết định về sống chung trong một căn hộ cao cấp với nhà sản xuất mặt nạ máu. Khi đã trở thành vợ chồng, anh Khoa vẫn không bỏ thói quen tặng hoa cho vợ mỗi ngày, nhưng sẽ chi số tiền ít hơn, khoảng 600-700 nghìn thay vì 3 triệu như thời còn yêu. Điều này khiến Dương Cẩm Linh vô cùng hạnh phúc. Trong thời gian mang bầu và sinh con, Phạm Việt Anh Khoa luôn chăm sóc và dành những điều tốt nhất cho vợ. Nữ diễn viên từng tự hào rằng cô đã có cuộc sống êm ấm hạnh phúc sau nhiều đau khổ vì cuộc tình trước. Cô cũng khẳng định chính Phạm Việt Anh Khoa là điểm tựa cho cuộc đời mình. Sau khi sinh con ra đầu lòng, nữ diễn viên cho biết cô muốn có thêm con và cũng không còn quan trọng về chuyện tổ chức đám cưới. Từng có cuộc sống giàu sang hạnh phúc, được yêu thương là thế. Nhưng cuối cùng, Dương Cẩm Linh vẫn quyết định ly hôn chồng vì bất đồng quan điểm. Dương Cẩm Linh cho biết, sau khi chia tay, cô đã dọn sang một chung cư khác để sống. Ra đi với bàn tay trắng nên nữ diễn viên phải bắt đầu lại và cố gắng kiếm tiền để nuôi con. Dương Cẩm Linh chia sẻ, lúc trước tôi thích mua đồ gì thì mua, còn bây giờ tôi phân chia tài chính rõ ràng, khoản nào dành cho con, khoản nào cho sinh hoạt, túi xách giày hiệu không còn ý nghĩa gì với tôi nữa. Được biết, Dương Cẩm Linh vẫn giữ mối quan hệ với chồng cũ. Phạm Việt Anh Khoa phụ trách chuyện học hành của con trai, còn nữ diễn viên lo phần ăn uống sinh hoạt. Mới đây, vợ cũ Phạm Việt Anh Khoa bất ngờ vướng ồn ào nghiêm trọng ảnh hưởng đến sự nghiệp. Theo đó, đoạn clip Dương Cẩm Linh bị đòi nợ ngay tại chung cư đang sinh sống nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Nữ diễn viên thừa nhận cô đang mang khoản nợ 6 tỷ đồng vì làm ăn thua lỗ. Tuy nhiên, cô khẳng định 6 tỷ đồng là tổng số tiền cô thiếu từ bạn bè và người thân, chứ không phải chỉ một mình cá nhân người đến đòi nợ. Dương Cẩm Linh cho biết cô nợ người này chỉ 300 triệu đồng và đã trả được 190 triệu đồng. Nữ diễn viên nhấn mạnh cô vẫn đang cố gắng kiếm tiền trả nợ chứ không hề quỵt tiền. Đến tối ngày 9 tháng 1, Dương Cẩm Linh đã bật khóc nức nở trên livestream và chia sẻ về việc cô bị cắt hai hợp đồng vì ồn ào nợ nần. Sau khi đoạn clip bị đòi nợ lộ ra, nữ diễn viên bị nhà sản xuất phim cắt bỏ vai diễn ngay trong ngày đầu tiên bấm máy. Dương Cẩm Linh nghẹn ngào chia sẻ, gần đây tôi được các bên mời để tham gia sự kiện cuối năm, mọi người hứa sẽ chuyển khoản đặt cọc cho tôi vào thứ hai. Tôi dự định sẽ dùng số tiền này để chi trả các khoản nợ. Vào 5 giờ sáng nay, tôi lên đoàn phim để bấm máy ngày đầu tiên. Trong 15 năm làm nghề, tôi chưa bao giờ bị gọi lên để cắt hợp đồng, nhưng vì những lùm xùm sáng nay mà tôi không được diễn nữa. Hợp đồng phim hơn 100 triệu đồng và một hợp đồng khác trị giá 60 triệu. Người ta hứa hôm nay chuyển khoản đã bị hủy hết. Tôi không biết các nhà sản xuất khác liệu có còn tin tưởng để tôi tiếp tục làm nghề. Giữa lúc Dương Cẩm Linh gặp biến, khán giả không khỏi thắc mắc về thái độ của Phạm Việt Anh Khoa. Tuy nhiên, đến thời gian hiện tại, nhà sản xuất phim này vẫn chưa có động thái gì rõ rệt.